phong tỏa tạm thời chợ đầu mối lớn nhất thủ đô vì ca nhiễm COVID-19. Theo phóng viên ghi nhận, vào tối 1 tháng 8, khu vực cổng chính của chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã được rào chắn, không cho người ra vào. Theo thông tin, một bệnh nhân có tên NTC, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ tại đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên. Ngày 31 tháng 7 được test nhanh sàng lọc tại trạm y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính. Nhận được tin báo, ngay trong chiều tối, chợ Long Biên đã tổ chức lập rào chắn không cho phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào chợ. Ngay sau khi phong tỏa, nhiều tiểu thương không chuẩn bị kịp phải tập kết hàng bên ngoài vì không mang được vào chợ. Một số người phải chuyển qua tường do lối chính đã được rào chắn. Trong khi đó, những người bên trong chợ vẫn đang hối hả vận chuyển hàng hóa để phòng trường hợp xấu hơn xảy ra. Hôm nay, Hà Nội cũng ghi nhận nhiều ca dương tính thuộc chùm ho sốt thứ phát. Trong số này có nhiều người trong cùng gia đình ở quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.231 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 742 ca và số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 490 ca.